mình thấy mình cười dễ thương mà mọi người, sao mọi người cứ hay chọc duyên về nụ cười của mình, không mình cũng làm cho mình cảm thấy hơi bối rối. Đây tháng 5 năm nhanh quá, một phát là được luôn 5 năm. Làm vợ anh nhé, anh có một bàn tay đủ rộng, một nhị một trái tim, một vòng tay ấm, một trái tim. Còn bài gì dễ hát không nữa không ta? Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng bao tà áo tung bay, nếp sống vô tư. Không dám hát luôn mọi người. Chị nghĩ sao mà biệt danh của bé đôi con thích quá chứ sao ạ? Nếu mà được đúng như biệt danh thì quá thích luôn ấy. Bây giờ Duyên đang phải tập cho người Duyên to ra để đúng với cái biệt danh đấy, để khi mà đứng với kiểu mấy chị không bị lép. Chị giả vờ hát cho người ta biết gì hát đi, chị giả vờ hát nãy giờ 2-3 lần luôn á mà mọi người không nhận ra là chị đã hát em ạ. Trời ơi buồn quá. Chị cười luôn cũng được để em đặt làm báo thức. Bao nhiêu người comment cho mình bảo là chị ơi chị có thể cho em xin một dàn cười của chị để làm đặt báo thức được không? Thật sự là chàng Duyên có thể làm cho mọi người thức giấc được luôn hả mọi người? Trên bàn tay phải của chị bị chày hả chị? Đúng rồi chị, cảm ơn em. Em để ý quá. Chị có một cái vết sẹo ở ngay tay phải nữa này. Ngày nhỏ không cẩn thận bị đứt tay, nên là đứt hơi sâu nên là phải. Chị ơi em kém chị 13 tuổi, kêu bằng cô hay kêu bằng chị ạ? À? Em cứ kêu chị bằng chị thôi nha em. Nghe cho nó trẻ trung, nghe cho đáng yêu em ạ. À. Kêu bằng cô sợ quá. Em nhỏ hơn chị 13 tuổi. Wow. Là em cũng tuổi tí luôn đúng không bé ơi? Chừng nào có Road to Miss Universe Việt Nam 2021 vậy chị? Duyên và mọi người vẫn đang chuẩn bị. Và thật sự là thời gian này thì đang là dịch, nên là mọi người cũng vẫn chưa có quay được nhiều. Hy vọng là mọi người sẽ chờ đợi cùng Duyên nha. Duyên cũng nôn lắm luôn á. Chị có ý định đi đá banh nữa không? Thật sự là cái lúc mà thi đá banh ở trên Quảng Ninh đó mọi người, ở trên là kiểu mọi người có biết hả, là vì lúc đó nha là mặc váy, xong mình cảm thấy là mặc váy mà đá banh kiểu nó rất là đặc biệt rồi ấy, nhưng mà hôm đấy là còn kiểu thi với nhau nữa, xong rồi mà hôm đó là kiểu tất cả mọi người ở trong cái huyện đấy, mọi người không đi làm luôn, mọi người bỏ làm, bỏ rẫy, bỏ công việc hết để lên đấy để xem tất cả các chị em thi với nhau. Kiểu hôm đó là mấy chị được nghe. Sorry mọi người. Khó chịu quá. Hôm đấy là mọi người nghe là kiểu có thông tin là hoa hậu lên đây để quay hình. Thế là trời ơi, hôm đấy tất cả mọi người đều nghỉ việc xong rồi ở đi đến xem, kiểu mình cảm thấy cái tình yêu thương của mọi người dành cho bọn mình quá nhiều á, mà nó dễ thương, nó vui, mà người trong mọi người thì kiểu rất là nhiệt tình, rất là cởi mở, dễ thương dã man luôn, đá banh cùng nhau mà mấy chị chỉ cho bọn mình đá banh nha. Mà thật sự nha, Dương biết là cái sức của mấy chị rất là khỏe, nên là mấy bọn mình đá là mấy chị nhường rất là nhiều luôn. Cái hiệp đầu tiên là kiểu bọn mình đá cùng với cả chín đứa sẽ đá cùng với các chị. Trời ơi, thề luôn là mình nghĩ là các chị đã nhường cho mình rất rất nhiều á, còn không là chắc mấy chị em ngáo luôn. Đến lúc mà phạt penalty, đá phạt penalty đứa nhà vào nhiều hơn thì sẽ thắng ấy. Mình cứ ngồi bỏ nhỏ chị ơi, tụi em khổ lắm chị, gán giúp giùm tụi em.
Thế là mấy chị cũng cũng bắt, thật ra những với tụi mình mà đá như thế thì mấy chị bắt đơn giản luôn, nhưng mà mấy chị cũng kiểu có trái cho qua, có trái lại bắt chúng, dễ thương dã man, vẫn nhớ hoài như anh cảm giác mặc váy đá banh. Mà mình nhìn thì mình nghĩ là đá rất là dễ, mà thật ra không dễ, trời ơi, nó rất là gần nhưng mà đá không vô. Bữa nào gì Bạc Liêu em dẫn chị đi ăn hải sản nha chị. Hết dịch nha. Với cả em đợi chị đi thi về được không em ơi? Bây giờ chị cần ăn uống tập luyện. Ừ, khi nào hết dịch cả đi thi về rồi chị sẽ nhớ cái lời hứa này, nhớ cái lời mời này của em nha. Nhớ giữ lời đấy. Những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao, lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đầu tựa chim bao. Thật không nhớ được mọi người ơi, mọi người đừng bắt mình hát nữa. Mọi người không thấy nãy giờ mọi người bắt mình hát, mình đã hát bao nhiêu lần, nhục ơi là nhục luôn đấy cả nhà ơi. Chị thích ai trong đội tuyển Việt Nam ạ? À? Chị thích Văn Hậu. Đáng yêu, rất là đáng yêu. Nào thi xong em bao chị đi ăn nha. Em nhớ nha, em hứa em phải làm ấy nha. Về Cần Thơ em làm tóc cho chị nè. Chắc là đợi hết dịch chị mà có dịp về Cần Thơ thì chị sẽ ghi nhớ lời mời này, nhớ nhớ làm tóc chị thiệt đẹp nha. Chị có thường về Gạch Giá không chị? Thật ra thì đợt gần đây á, mình rất là ít về. Đợt trước thì mình về nhiều nhưng mà đợt này thì do dịch bệnh các thứ, với cả nhiều lịch lịch của Duyên cũng khá là dày, khá là kín nên là Duyên cũng rất là ít về, nên là Duyên thường hay gọi điện tâm sự, nói chuyện cùng nội thôi. Nhà nội Duyên thì ở Rạch Giá, ở Tân Hiệp Rạch Giá. Có ai ở gần đấy không? Sorry mọi người. Ngày mai thì Duyên có lịch học phát âm này buổi sáng, xong rồi lịch training online cùng chị Ngọc Diễm vào buổi chiều. Chắc là học xong buổi sáng thì Duyên sẽ tranh thủ lên công ty một tí. Cả nhà ơi, khuya lắm rồi đấy, 10 giờ rồi, mọi người đã chuẩn bị đi ngủ chưa ạ? À? Này là không phải hát á mọi người, này là đọc rap chứ không phải hát mọi người ạ. À. Mà công nhận bài bài mới của sếp hay mọi người nhỉ, đang nghe nghe kiểu dễ thương ấy. Ui, hôm nay mình không dùng một tí tẹo filter nào luôn. Nhìn mặt có hơi ngáo ngáo không mọi người? Vừa không dùng filter gì cả, vừa make up sơ.
lại đang bệnh. Mọi người thông cảm cho Duyên nha. Nói chung là yêu mọi người là được rồi đúng không mọi người? Còn Duyên nghĩ là giờ Duyên có như thế nào thì nó cũng là Duyên thôi. Mọi người, hôm nay mình thấy chị Hoàng Yến đã bay đi Mỹ rồi. Và có vẻ chị Yến đang rất là chật vật với hành trình giảm cân của mình, nhưng mà bị cám dỗ bởi những đồ ăn rất ngon ở trên máy bay. Đây thấy đáng yêu gì đâu, thấy cập nhật suốt. Chị Yến cũng hay đùa bảo là tại người chị Yến là kiểu hít không khí cũng mập, với mình bảo em y chang chị luôn, hít không khí cũng mập. Thế bây giờ lại phải còn một đống đồ ăn ngon như thế này thì làm sao sống sót qua được cái việc giảm cân. Nhưng mà thật sự với những người mà như mình nó hít không khí cũng mập á thì mình lại rất thích ăn, mình rất rất thích ăn, kiểu mình rất yêu cái việc là được ăn ngon. Nhưng mà mình thì không có duyên với điều đó nên là mình hay kiểu làm cho mọi người ăn, lại kiểu không được thưởng thức thì mình lại làm cho mọi người thưởng thức. Duyên có thể là cũng hay nhờ, mẹ thì sinh ra mình không hát hay nhưng mà được cái là mình nấu ăn cũng được lắm mọi người, mình nấu ăn cũng khá là ổn đấy. Nếu mà có cơ hội mình sẽ nấu ăn cho mọi người. Mình thích cái cảm giác mà được nấu ăn, kiểu được chăm chút mọi người, những người thân xung quanh mình, người mình thương, người mình yêu. Thấy mọi người ăn ngon là mình vui cực. Mà Duyên mình Duyên nấu được rất là nhiều món, mà đặc biệt là những món miền Tây á, ví dụ như kiểu canh chua cá lóc, canh chua tôm này. Canh chua mà Duyên nấu là kiểu đúng miền Tây luôn á nha. Rồi thịt kho cá kho, kiểu thịt kho tổ cá kho tổ ấy. Trời ơi. Duyên nhớ ngày xưa Duyên đi học ở bên Sinh á, các bạn Duyên hay nhờ Duyên nấu ăn cực. Tại vì Duyên nấu ăn ổn ấy nên là kiểu mọi người cứ hay kiểu là nấu cho mọi người ăn đi, mọi người sẽ kiểu chuẩn bị hết mọi thứ, cả rửa chén, cả lặt rau, rồi chuẩn bị nguyên liệu, mình chỉ việc vào nấu thôi. Kiểu